Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp, cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em xin phép lên một chiếc xe đạp thể thao thuộc dòng xe đua, xe road, xe tay cong. Tên xe cũng như thương hiệu thì nó khá nổi tiếng ở thị trường châu Âu rồi các bác nhé. Ở thị trường Việt Nam mình thì những các bác chơi xe lâu năm ấy thì chắc chắn là cũng không lạ gì thương hiệu của tên của hãng này. Đó là thương hiệu và tên xe là Fastfit, thương hiệu của Đức. Thương hiệu này của Đức và chiếc xe này thì chắc chắn rồi. 100% là sản xuất tại Made in Taiwan, là Đài Loan. Xe sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Hàng chính hãng luôn. Đó. Và cũng xin báo cáo với các bác rằng hiện tại trên trang chủ, trên web của hãng vẫn còn bán cái mã Fastfit này, nhưng nguyên bản của chiếc xe này chỉ được trang bị là tay lái nhôm và vành nhôm mà thôi. Đó, group cũng u tẹt ga R8000 nhưng mà chỉ được là vành nhôm và tay lái nhôm các bác nhé. Chứ chiếc xe này thì được người chủ cũ nâng cấp lên khá nhiều. Theo như em nhẩm qua, tính toán qua là người chủ cũ đã nâng cấp lên chiếc xe này cũng phải bỏ vào cỡ hàng chục triệu. Hơn chục triệu là chỉ nguyên tay lái với cả đùi đĩa thôi. Còn cả vành nữa thì chắc chắn là phải nâng cấp lên cỡ, phải tầm 20 triệu đấy các bác ạ. Mới lên được cái chiếc xe nó như em quay trên video đây. Phải nói là người chủ cũ là cũng là người có về kinh tế, là kinh tế người ta vững và người ta cũng am hiểu về xe nữa các bác nhé. Và chiếc xe ngày hôm nay ở trên web có bán mới. Các bác mua đúng chiếc xe cái mã Fastfit mà u tẹt ga R8000 như em đang quay đây, nhưng chỉ là vành nhôm nhá và tay lái nhôm, là hiện tại là trên web đang bán với cái giá là 50 mấy triệu, gần 60 triệu các bác ạ. Và các bác mà muốn order về Việt Nam thì các bác phải cộng thêm vài triệu tiền, cái tiền thuế, tiền phí vận chuyển về Việt Nam mới khá đắt. Còn ở trên trang chủ cũng có bán riêng lẻ cái khung không này của hãng Fastfit này, nguyên cái khung không này cũng đã rơi vào 21 triệu mấy trăm. Đó là nguyên cái khung các bác ạ. Còn nguyên cả một cái xe thì khá đắt. Đó. Và em cũng xin phép đi vào chi tiết cấu hình, đồ phụ tùng toàn bộ, từ những thứ nhỏ nhất, để cho các bác, các anh chị, người nào quan tâm đến chiếc xe này, muốn mua chiếc xe này, được biết rõ và hiểu rõ hơn về cái sản phẩm của mình muốn mua các bác nhé. Và chiếc này thì full u tẹt ga rồi, thì là em sẽ phải đi từ đầu quay chi tiết. Tay lắc ạ, u tẹt ga R8000 nhé, Japan, sản xuất tại Nhật, Lip 11, đĩa 2. Đó, và các bác nào mà không mua xe bên em và chỉ xem video để học hỏi hoặc là biết thêm những cái gọi là về kiến thức chẳng hạn, nhiều những bác biết rồi thì em không nói làm gì. Còn các bác chưa biết thì các bác có thể đi mua xe ở shop khác hoặc nơi khác, thì các bác có những kinh nghiệm hơn. Muốn biết một đồ u tẹt ga hoặc là Shimano ấy, nó là hàng Japan hay không, thì ví dụ như tay lắc này, các bác lật cái cao su này lên ở cái chỗ sau cái chữ Shimano này ạ, nó có chữ Japan nó đóng vào bên trong này nhá, là R8000. Đó. Và cái phanh này các bác nhìn vào cái lòng bên trong này. Đấy, tí nữa em sẽ nói rõ hơn. Đây ạ, cái chụp cao su nhá, Shimano nguyên bản theo bộ là Japan này luôn này, group này luôn, còn nguyên này. Dây quấn của nó là cũng dây quấn vân carbon. Nó phối màu theo xe rất đẹp các bác ạ. Và tay lái này được nâng cấp lên rồi. Nguyên bản em đã nói rõ rồi là nó chỉ là tay lái bằng nhôm tròn thôi, tròn ống bình thường thôi. Và người chủ đã nâng cấp lên tay lái pốt tăng và tay lái liền nhau. Thật sự cái dáng tay lái này thì các bác nào đang đi những dòng Pilazzello của Ý ấy, F8 hoặc F10 là chắc chắn cái giống cái hình dáng của tay lái này. Sử dụng cầm lắm rất chi là thoải mái. Nó dẹt ở đây này, cầm nó rất đầm tay. Vân carbon hiện rõ này. Cái tay lái carbon pro này thì các bác có thể lên trên mạng nhé. Các bác mua mới thì đâu đó em tìm hiểu chính hãng thì các bác phải bỏ ra số tiền nó khoảng độ hơn 3 triệu. Đó, hơn 3 triệu. Đó, trên xe thì có sẵn đèn từ bên kia về này. Đèn này cũng rất là sáng các bác nhá. Đây này, em bật cho các bác xem này. Cực kỳ sáng, nó rất nhiều chế độ. Đấy, em xin phép tắt đi để quay video cho nó dễ nhá. Đó, bấm là tắt là dễ này. Và dây quấn bên trái đây các bác nhìn cho em này, rất đẹp nhá, từ dưới lên trên đều nhau. Chụp cao su này, còn rất là đẹp luôn. Và tay lắc bên trái các bác nhìn cho em, u tẹt ga R8000 chữ nghĩa sắc led. Còn rất là đẹp. À, phanh trước cũng u tẹt ga R8000 Japan. Đó, các bác ạ. Đây này, các bác nhìn cho em full carbon này, tay lái carbon. Đến cái giá bắt đồng hồ với đèn này này cũng là bằng carbon luôn. Các bác nhìn cho em nhé. Đó, vân carbon đây. Đó, đấy, hàng Japan nhé. Hàng Japan thì xin thưa các bác này, ở đằng sau đây này,
Các bác nhìn cho em này. Đó, em quay kỹ lắm. Đấy, Japan, các bác nhìn thấy Japan giờ 8.000 nó dập ở dưới gầm này này. Đó, các bác nhìn mắt thường sẽ dễ nhìn hơn. Em quay video này có thể nó hơi mờ mờ đây, các bác nhìn thấy chưa? Đó, nhưng em chỉ mong sao là các shop bán hàng cũng quay chia sẻ giống y như em. Các bác cảm thấy thích ở bên nào thì các bác mua bên đó, nhưng mà cứ phải chia sẻ thật nhá các bác. Và chiếc xe ngày hôm nay thì em cũng khẳng định em bán khá nhiều xe rồi, nhưng mà để mà thiết kế dạng theo kiểu ống mà ống sóng lượn ấy, nó tạo thêm độ chắc chắn ở cái khung xe và càng xe, thì chiếc này gần như là duy nhất, hiếm những con xe mà thiết kế khung carbon. Ví dụ như cái ống này nó tròn là tròn hẳn, vuông là vuông hẳn, nhưng nó không tạo sóng để mà tăng thêm cái độ chịu lực đâu các bác ạ. Ví dụ như con này nhá, càng này, các bác sờn trên này này, đây là chỗ này nó múp ra như này này. Đó, nó cái ống này nó rộng hơn. Đó, nó làm một cái thanh G ở đoạn điểm này để nó giúp cho cái càng này khỏe hơn, chịu lực tốt hơn. Các xe khác gần như không có các bác nhá, cực kỳ hiếm. Và trên chiếc xe này được người chủ nâng cấp cặp vành và Meyer Lovatec chính hãng nhá, bằng carbon. Hàng chính hãng nó phải có cái website www ở đây này. Đó, www.com Lovatec này. Đó, ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay là chạy bạc đạn, cối lổ, tăm lăn hoa dẹt này. Đó, tăm lăn hoa dẹt, con này dẹt xé gió luôn. Và lốp của trên chiếc xe này được trang bị là lốp Continental Ultra Sport 700x25. Đó, lốp còn khá ok. Các bác nhìn cho em nhé, cái rãnh ở đường giữa lốp vẫn còn này. Đó. À, trên chiếc xe này được trang bị vành carbon. Đó, vành carbon thì cũng theo cái Meyer này, cũng là dạng Lovatec. Nhưng người chủ cũ đã dán cái stem, đây là lên cái bộ tem này, tem zip này này. Đó, dán vào đây. Em cảm giác đây là tem dán, nhưng nó là dạng kiểu dán nhiệt đấy các bác ạ. Cực kỳ là khó bong mà nhìn rất là hài hòa và đẹp. Vành trước của con này nó cao tầm khoảng độ 5 đến 6 phân. À, cuối video em sẽ lấy thước em đo thực tế để cho các bác nhìn nhé. Nhưng mà vành tiêu chuẩn luôn, vành rất ok luôn các bác ạ. Đó, và từ cái lắp đỉnh chụp của cái lăn hoa này, à cái van này này, à, cái lắp này nó bằng titan này, lắp trước này bằng titan này. Đó, cực kỳ ok. Dây thì toàn bộ đi âm sườn nhé, dây đi âm sườn nằm ở trong khung. Đó, và cái vòng điện chén cổ này thì cũng là bằng carbon này. Đó, chữ nghĩa tất cả mọi cái nó in trên khung. Đây các bác nhìn cho em này. Tại sao em nói ví dụ như một cái tờ tiền, các bác để nó phẳng ra như thế này, các bác đặt một viên sỏi lên, nó sẽ ví dụ đặt lên hai đầu ngón tay ấy, các bác đặt viên sỏi lên nó sẽ gập tờ tiền, rơi viên sỏi xuống ngay. Nhưng mà khi cái tờ tiền mà các bác gấp theo thành cái gấp theo thành những cái lớp ấy, đó, và các bác đặt lên hai ngón tay hai bên này, bác thả viên sỏi kể cả lặng gấp đôi gấp ba lần cái viên sỏi lúc trước, cũng không bao giờ nó bị rơi viên sỏi xuống. Là có ý nghĩa là cái khung này nó thiết kế đúng y như vậy. Nhìn các bác nhìn cho em này, đầu này là vuông nhá, lên đây nó tạo những cái gờ sóng ở đây, nó tạo những cái đường ống sóng để nó giúp cho cái khung này nó tăng thêm cái độ chịu lực, độ tải cực kỳ ok luôn. Đây này, đó, những cái gấp khúc này nó rất là ok luôn, kể cả là ở dưới gầm các bác nhìn cho em này. Đó, lên tại sao là nhiều lúc nhiều con xe em đã nói, em bán rất nhiều xe nó chỉ là ống tròn thôi, nhưng mà tạo những cái lớp khúc này thì nó tạo lên cái điểm G, cái G để nó giúp cho cái khung này nó chịu lực tốt hơn các bác nhé. Đây ạ, đùi đĩa thì các bác nhìn cho em này, đuôi nhá. Đó, nâng cấp lên cái đùi đũa đuôi 9001, các bác nhìn cho em chơi Shimano FC9100 Japan. Đó, 172.5, có nghĩa là chiều dài của đùi đĩa, mã QR code chính hãng đóng dập thẳng trên đùi đĩa đây. Đó, riêng cái đùi đĩa này thì các bác biết chỉ cần lên trên mạng thôi, các bác đánh chữ đuôi đó 9001 cái đùi đĩa là các bác biết là bao tiền cái đùi đĩa rồi. Nó đắt hơn nhiều so với U tẹt ga. Đây là nâng cấp lên này. Đó, và trên chiếc xe này được trang bị đôi bê đan thì cũng tuyệt vời luôn. Các bác nhìn cho em này, ba bạc đạn nhé, ba bạc đạn này. Đó, và đôi này thì em đã check trên trên web rồi, mới là bán hơn 1 triệu đôi này. Nhìn em lấy ngón tay em gẩy cho các bác nhìn này, trớn không? Đó, cực kỳ trớn luôn. Đôi này đạp chắc chắn này, nó chắc chắn luôn. Các bác nào không thích cá mà đôi thường như này, đôi này mới gọi là đôi ok này. Và trên chiếc xe này cũng có sẵn luôn gọng nước này, gọng nước nhôm, nhưng gọng nước này rất chất lượng nhé, nó là của Xta C này. Đó, trên chiếc xe này luôn. Đây, các bác nhìn cho em, kể cả là từ dưới gầm xe, mọi thứ, dây riếc của nó đi nó rất là gọn, cực kỳ gọn ở dưới gầm này. Các bác nhìn cho em nhé, cực kỳ ok luôn. Đây, đuôi càng sau, các bác nhìn này, đó, đẹp hay không thì nhìn nó tổng thành từ những cái đuôi càng này này. Đó, màu đen này xước rất dễ nhìn. Đấy, riêng cái màu đen này các bác ạ, riêng cái vết xước của nó rất dễ nhìn thì các bác biết con xe này nó còn rất là hài hòa. Đây ạ, phanh sau cũng U tẹt ga giờ 8.000 Japan nhé.
cọc yên bằng carbon, và trên yên này cũng là yên cực kỳ ok này, rất là êm này, nhưng chỉ có một cái yếu điểm là có một cái vết gọi là nó hơi rách rách ở cái đoạn đường chỉ ở đây thôi. Đấy, mấy cả sờ mấy góc bên này. Thật ra là các bác để dùng vẫn ok. Đó, còn thích thì về các bác làm thêm một cái bọc yên khác cũng được. Đó, và các bác nào mà có thích nữa thì ưng chiếc này thì em sẽ mua chiếc này, thì sẽ ví dụ sẽ có gọi điện trao đổi thì em sẽ ok, thì em sẽ tặng thêm hoặc trao đổi các không phải mất tiền đâu, một chiếc yên xịn khác để cho các bác ưng ý hơn. Đó, em rất chiều khách hàng ở cái điểm đó. Lốp sau cũng vậy nhé, cũng Continental Ultra Sport 700x25 này, còn rất mới các bác nhìn này. Lốp sau lốp chịu tải nhiều nhé, cái đường rãnh này, nhìn cái đường rãnh trên bề mặt lốp là biết ngay này. Đó, ti bật sau cũng là ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay này, và máy ơ sau cũng giống như trước luôn, máy ơ Lovatech nhé, cối lổ bánh tháo mở khóa bằng tay. Và đây là những cái dòng cao cấp của nó phải có chính hãng, nó phải có những cái mã số cực kỳ nhỏ, bé như đầu que tăm này, nó dập từ cái lòng ngoài của cái máy ơ này, và trang web của nó cũng đóng, nó dập ở bên trong này các bác này. Đó, tăm lăn hoa sau cũng là tăm dẹt nhé. Đó, vành, tất cả cặp vành này là đều là vành múp nhé, nhiều các bác rất thích vành múp. Ở trên thị trường bây giờ là 10 người thì em thấy nó khoảng độ 7-8 người thích vành múp này. Vành múp này nó rất là khỏe mà chạy nó cực kỳ chắc chắn. Đó, vành sau này nhá, đặc biệt là hai vành này đều là tem zip dán cả, nhưng mà cái vành sau này, cái các bác biết rồi, nhiều những con xe rốt ấy, ví dụ cái vành nó cao quá thì đi nó sẽ bị cản gió. Đó, đi bị cản gió, đạp nó sẽ hay kiểu bị vẫy. Đó, nhưng mà con vành sau của con này này, người chủ người ta lên quả vành rất là thấp. Đó, vành này nó chỉ rơi vào khoảng độ 3 phân hoặc 3 phân rưỡi thôi các bác ạ. Tầm đấy thôi, 3 phân hoặc 3 phân rưỡi thôi. Đây này, nhìn các bác nhìn này, những cái má, từ cái má vành carbon này, má phanh này, nó rất là ok luôn. Đây, tiếp đến này, xe được trang bị là củ đề Utega R8000 Japan. Đó, các bác nhìn củ đề đẹp không? Đấy, tất nhiên để ý kỹ thì con vẫn có một vài vết chấm nhỏ nhỏ, li ti, sứt sứt, không tránh được đâu. Líp Utega này các bác này. Đó, Utega nhé. Đó, líp này là 6800, Utega 6800 Japan. Đấy, các bác nhìn cho em này, 11 speed Shimano Japan. Nhìn rõ chưa? Sắc nét luôn. Đó, em còn rõ cái dầu chassis của em là dầu ceramic nhé. Đấy, líp 11 tầng các bác nhìn cho em này. Tầng 11 nhé. 19876543 21, tất cả các mắt líp vuông thành sát cạnh luôn. Đó, trên chiếc xe này được trang bị xích KMC. KMC là xích quốc dân rồi, dùng rất là ok luôn, cực kỳ bền. Gạt đĩa cũng Utega này. Đó, đùi đĩa đuôi 9001, các bác nhìn cho em. Thông số của đùi đĩa có đầy đủ trên này luôn. 11S này, đĩa lớn là 52, đĩa nhỏ 36 nhé. Đó, và đôi bê đan, bàn đạp bên này bên kia đều ba bóng đạn nhé, các bác nhìn cho em. Cực kỳ ok luôn. Và em quay tiếng cối lổ của chiếc xe này cho các bác nghe thưởng thức. Cực kỳ ok luôn, độ trớn của nó rất là ok luôn. Đây, các bác nhìn cho em nhé. Các bác thấy không? Này, em sang bên này cho các bác nhìn, ngắm nhá. Một chiếc xe nó có chất lượng hay không, nó có trớn hay không thì xin thưa với các bác rằng nó cũng rất quan trọng ở cặp vành, cặp máy ơ, cũng như là cặp lốp. Riêng con này thì độ trớn của nó thì quá là chất lượng. Nó không riêng gì em nói trên video đâu, mà thực tế các bác nhìn đối chứng luôn trên cái video em đang quay đây. Cái vận tốc, cái vòng tua của cái vành này thì các bác biết ngay, cực kỳ ok luôn. Phải nói người chủ cũ là người ta là người am hiểu về xe, biết chơi các bác ạ. Vâng, video nó có hạn nhá, em chỉ giữ được một lúc này thôi, còn chờ cái vành nó dừng thì rất là lâu. Em xin phép em bóp vành này, các bác nhìn xem này, thấy không? Dùng đúng một ngón tay luôn. Riêng giờ 8000 này thì nó quá là chất lượng rồi các bác ạ. Đó, đây, thực tế thì em cũng đã lấy thước em đo tại shop bên em. Đấy, cửa hàng bên em là gióng ngang con này nhá là con 51. Đó, gióng đứng là có 47, ngang 51 và đứng 47. Chiếc xe này là phù hợp cho người cao từ 1m65. Thật ra là 1m63 là đạt được rồi. Tại vì 1m63 là các bác đã, trước khi lên đạp xe là các bác đi đôi giày thể thao hoặc đi đôi giày cá thì các bác cũng lên 1m65. Thì em cứ nói luôn là từ 1m65 trở lên cho đến 1m75 đổ lại đi là phù hợp nhất. Đó. Và em cũng đã cân chiếc xe này thực tế tại nhà. Cân thực tế nhé, bằng cân chuyên dụng về xe đạp. Lắp cả bê đan, cả giá đồng hồ cũng như đèn rồi là tất tật như trên video này. Là chiếc xe này nặng 7,6 kg,
có 7 cân 6 thôi các bác nhé. Đó, và em cũng xin công bố rõ giá trên video này. Em bán chiếc xe này với giá 26.500.000, em bao ship toàn quốc. Thật sự 26.500.000 các bác chơi chiếc này cực kỳ xứng đáng về dòng xe lướt chính hãng full Utega R8000 lên lân cấp lên đùi đĩa Dual 9001. Đó thì các bác biết rồi, nó quá chất lượng, khung carbon, vành carbon, tay lái liền carbon, cọc yên carbon, thậm chí là giá bắt đồng hồ với đèn cũng bằng carbon. Đó thì với cái giá 26.500.000 các bác chơi con này cực kỳ hợp lý. Các bác có thể đi tìm hiểu tất cả các shop bán hàng hoặc trên mạng rất nhiều người bán hàng, các bác có thể tham khảo đối chiếu, cảm thấy phù hợp các bác alo sớm đến em các bác nhé. Và đây em lấy thước em đo cái chiều cao của vành nhé. Vành sau rồi các bác này, đây ạ, vành sau đây em đo thực tế nhé. Vành sau cao 3,5 các bác nhé. Đấy, 3,5, gần 4 phân. Vành trước này, đo thực tế luôn, vành trước có 6 phân. Đấy, em nói không sai mà, cực kỳ ok luôn. Và tất cả 100% xe bên em là xe nhập lướt nhé, đã qua sử dụng, không tránh được về vấn đề cũ hoặc xước sát theo thời gian. Ví dụ như chiếc này, tổng thành thì còn rất là tuyệt đối, nhưng có những vết xước nho nhỏ em phải quay. Ví dụ trên đầu đỉnh đắp chụp này, nó có, đây là xước này, bé tí này, ở đây thôi. Đấy, chỗ này này, chỗ đuôi này, bình thường nhá. Đó, và đây này, người chủ cẩn thận còn có cái miếng nhám dán vào đây để cho các bác ấn lắc lên lắc xuống, nó không bị trượt tay. Ví dụ bác nào mà có mồ hôi tay ấy, là không bị trơn trượt, thích để nguyên, không thích bóc ra cũng được. Tay lái còn rất là đẹp, tay lắc bên này, các bác nhìn cho em này, đẹp không? Đó, trên đỉnh chụp này, sáng quắc luôn. Đó, các bác nào để ý còn nhìn thấy em đang quay luôn này, này. Đó, đây. Và tiếp đến càng này, càng xe gần như không có xước, đây nó gọi là nó nhiều sợi tóc thôi, vết nhỏ nhỏ. Trên vành carbon thì các bác nhìn cho em này, cơ bản là đẹp nhá. Để ý kỹ sẽ có một những cái vết, nói chung vành carbon không tránh được, tại vì các bác có mua mới về các bác đạp một vài ngày, nó có những cái viên sỏi, viên cát nó bắn lên vành này, nó không tránh được là cái vết xước bề ngoài nhỏ nhỏ đâu. Đó, khung này, trên gióng ngang này gần như không có nhá, còn rất là đẹp. Đó, gióng chéo này, các bác nhìn cho em này. Đó, đây, lên đến cả khóa đùi, chỗ cọc yên này, rất là đẹp này. Đùi đĩa này, trên đùi đĩa thì có một vài vết chấm li ti bé bé như cái đầu quay tăm nhá. Tổng thành thì còn rất hài hòa, không tránh được. Đó, bê đan thì không nói làm gì, bê đan thì còn rất đẹp này, xước thì không tránh được đâu ạ. Đây ạ, càng sau này, đó, bên này này, chỗ này có một vết nhỏ nhỏ này, bé lắm. Chỗ này này, bé tí này, không đáng kể, nhưng mà cứ phải thật, quay nó rõ ràng các bác ạ. Phanh thì còn đẹp này, cọc yên này thì không phải xước đâu nhá, các bác này đưa lên đưa xuống thì nó không tránh được cái vấn đề này đâu. Đó, vành sau này, phía bên này này, đó, gần như không có đâu các bác ạ, chỉ gọi là một vài vết chấm li ti ti giống như vành trước thôi. Đấy, bên phía bên này này, phía bên này thì cũng gần như không có này, các bác nhìn cho em nhá, kỹ này. Đó, rất là ok luôn. Đây ạ, cụ đề này, đuôi càng bên phía bên này này, chỗ này có một vài vết chấm bé bé này. Đó, các bác nhìn thấy không, như đầu cây tăm này. Đấy, đùi đĩa đây này, đùi đĩa bên này thì cũng giống như bên kia, nó có một cái vài vết chấm chấm nhỏ nhỏ như đầu cây tăm. Đấy, giam nhỏ nhỏ thôi, còn chữ nghĩa tất cả mọi cái là rất là ok. Đó, gạt này rất là đẹp. Đây, phía bên này, chỗ này có một vết nhỏ nhỏ này, còn thì phía này thì gần như không có này. Đó, càng bên này này, em phải quay kỹ các bác ạ. Các bác nào mà cứ chê em là quay dài quá thì các bác hãy thông cảm nhé. Tại vì nhiều lúc có những bác bỏ ra một số tiền, nó có phải ít đâu, 20 mấy triệu. Đó, nó là một số tiền khá lớn nên mình phải cẩn thận. Đây, chỗ cọc yên này không phải xước đâu nhá. Đấy, chỗ này là có cái, đây là cái yên lúc em đầu em nói này, có một đường nó rách rách đây. Nhưng cái yên này các bác có thể alo đến em, quan tâm chiếc xe này trao đổi nhá. Thích thì em có thể là tặng thêm cho bác một cái yên ngon khác. Đó, vẫn giữ nguyên cái yên này, tùy các bác, em chiều khách hàng á. Đây, con xe này khá là ok đấy các bác ạ.
Dạ vâng, em xin phép kết thúc video ở đây. Em cảm ơn các bác, các anh, các chị đã xem video của em nhé. Ai quý mến em, đăng ký kênh, ủng hộ, tạo động lực cho em để em nhập những con xe thật là đẹp, thật là chất lượng để về phục vụ toàn thể mọi người. Em xin phép em chào mọi người ạ.